Chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị cách viết hóa đơn điều chỉnh trên phần mềm SME trong trường hợp điều chỉnh thông tin tên hàng hóa. Em ví dụ, hóa đơn gốc bán mặt hàng áo sơ mi nữ. Anh chị phát hiện sai tên hàng hóa và xuất hóa đơn điều chỉnh. Tên đúng là áo sơ mi nam. Anh chị thực hiện như sau. Vào phân hệ bán hàng, tab xuất hóa đơn. Anh chị sổ mùi tên bên cạnh nút thêm, chọn hóa đơn điều chỉnh. Anh chị chọn hóa đơn cần điều chỉnh. Chọn loại, điều chỉnh thông tin. Anh chị nhập các thông tin cần thiết. Anh chị nhập lý do điều chỉnh. Ví dụ, điều chỉnh thông tin tên hàng hóa. Cột mã hàng, anh chị chọn mã hàng cần điều chỉnh. Tên hàng hóa, anh chị điền lại diễn giải. Điều chỉnh tên hàng hóa từ áo sơ mi nữ thành áo sơ mi nam. Các thông tin số lượng, đơn giá thành tiền, thuế suất. Tiền thuế không điều chỉnh, anh chị không điền. Nhấn cất. Nhấn phát hành. Nhấn xem hóa đơn. Anh chị kiểm tra lại thông tin hóa đơn. Nhấn phát hành hóa đơn. Chúc anh chị thực hiện thành công.